Hai, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đã mất hơn nửa tiếng mà mình soạn ra cái loại tiền này để mình giới thiệu cho các bạn xem. Thì các bạn cũng đã nghe qua cái tiền lạm phát Zimbabwe chưa? Là những cái loại tiền mà nó có một dãy số 0 rồi nè, lên cái hàng tỷ, hàng ngàn tỷ đó. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tiền của một nước khác ở châu Âu, không phải của Zimbabwe, nhưng mà loại này nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi chứ không phải là Zimbabwe bây giờ. Đây là tiền Nam Tư, Nam Tư cũ, thời Nam Tư, cái thời mà xã hội chủ nghĩa nó suy tàn đó. Thì lúc này nó đang lạm phát rất là cao. Đây, loại này có đặc điểm chung đó. Thứ nhất là nó rất là rẻ, cho nên ai cũng có thể tiếp cận được. Thứ hai á, là nó rất là nhiều. Nhiều ở đây không phải là nhiều số lượng nhiều, mà là cái mức độ phong phú của nó quá nhiều. Các bạn thấy không? Đó. Theo mình biết thì cái mẫu này nó cũng trên khoảng 70 mẫu, 70 mẫu nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình chỉ lấy được khoảng một sơ sơ vậy thôi. Trong cái thùng của mình soạn ra có nhiêu đây à. Đây, đầu tiên thì mình bắt đầu từ năm 1985. 85 nha các bạn. Ở đây không có đủ bộ đâu các bạn. Mình chỉ lấy ra mình ví dụ cho các bạn thôi. Đây, đây là 20.000 dinara. Năm tư sử dụng đơn vị là dinara. Thì thời xã hội chủ nghĩa, thời cộng sản á, thì họ sử dụng cái quốc huy này nè. Đấy. Đây là anh thợ mỏ. Tiền năm tư thì nó rất là giản dị bình thường luôn, nó không có gì gọi là đặc sắc cả. Đây, đây là 50.000 dinara năm 1988 nè, 88 89 nè. Belgrade có nghĩa là thủ đô của Nam Tư. Thì Nam Tư các bạn biết sau này nó sẽ tách ra thành nhiều nước khác nhau, ví dụ như Serbia, Montenegro, Kosovo đó, nhiều lắm. Mà mình chỉ nhớ được tới đó thôi, chứ như Bosnia Herzegovina nữa. Rồi, bây giờ là hai tờ này năm 88 89. Thì bây giờ đến năm 1990, đây là tờ số 10. 1990. Thì lý do nguyên nhân tại sao nó lại có nhiều cái mệnh giá mà nó lạm phát như vậy thì mình nói luôn cho các bạn xem biết luôn á, là cái thời kỳ này nè, trong năm tư nó có hai bộ tộc khác nhau, đó là Bosnia và người Serbia. Thì người Serbia thì lúc nào cũng tinh thần dân tộc của nó quá cao, họ lúc nào cũng chèn ép những cái dân tộc khác, cho nên bùng nổ lên cái sự gọi là làm sao ta, là xung đột á, bùng lên sự xung đột giữa hai tộc người này, thì dẫn đến sự phân chia của Bosnia ra khỏi Nam Tư. Nam Tư sẽ trải qua hai lần phân tách thì bây giờ nó đã tan rã rồi. Bây giờ các bạn biết là cái nước, những phần còn lại của Nam Tư á, là nước Serbia và Montenegro. Đây là 100 của năm 1990. Thì các bạn thấy không? Nó có hai màu khác nhau. Cùng một năm phát hành mà hai màu khác nhau. Đây là tờ 500 nữa các bạn. Đó, 500. Rất là đơn giản, dễ chơi, dễ sưu tầm và đặc biệt dễ sở hữu nữa. Đây là mình thiếu hai cái mệnh giá 1.000 nữa, 500 với 1.000. Bây giờ mình qua cái năm 1992, cái bộ 91 mình không có thì mình đi tiếp bộ 92 luôn. Đây, các bạn thấy không? Nó cũng là một mẫu nè. Đó, mà nó phát hành lại. Nhưng mà cái này khác nhau chỗ nào các bạn biết không? Đây, cái quốc huy nó khác nhau.
nó không sử dụng lại cái quốc huy cũ nữa. Đây. 500. Đó, 500 lại khác nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. 500. Cái loại này tương đối rất là rẻ nha các bạn. Dao động từ 30k cho tới 150. Cũng không có tờ nào gọi là hiếm hết đó. Loại này không có hiếm nha các bạn. Rất là nhiều. Ông này là ông Nikola Tesla nè. Thì bạn nào học lớp 12 sẽ biết ông Tesla là ông nào. Mình bây giờ mình không tiện nói ra, nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu trên Google hay là nhớ lại những kiến thức ngày xưa các bạn đã học thì các bạn sẽ biết ông đó. Đây là năm 5.000 dinara Belgrade. 5.000 chúng ta sẽ tới 10.000. Đấy. Thì các bạn để ý nó có cái hình này nó cứ in hoài à. Những danh nhân này nó có nhiêu đó nó in hoài, nó chỉ khác mệnh giá thôi. Cho nên các bạn chơi rất là dễ nó nhầm lẫn. Kể cả mình bây giờ mình soạn ra cả sắp như thế này thì mình còn nhầm mà huống chi các bạn. Nè, tờ này là tờ em bé nè. Hoa hồng 50.000 nè. Từ từ nó sẽ tăng lên. 100.000 này. Đó, các bạn thấy không? Tờ này lúc nãy là cô này nè, là 100. Thì bây giờ nó sử dụng lại hình ảnh của cô này thì nó áp dụng như mệnh giá 100.000. 500.000 nè. Đó. Đây có degree 5 nữa các bạn. 1993 đó. 500.000 nè. Thấy chưa? Ý 5 triệu chứ, 5 triệu, 5 triệu nè. 10 triệu nè. Nó bắt đầu lạm phát rồi đó. 10 triệu. 50 triệu nè. Đó. Các bạn thấy không? Hình nó rất là chén. Nó là hình vẽ chứ đâu phải là hình chụp hay siêu thật giống như là của Tây Ban Nha hay là của Pháp đâu. Chán lắm, tiền này chán lắm nhưng mà nó dễ chơi. Là 100 triệu nữa các bạn. Đó. Ngày xưa cái loại Zimbabwe thì nó rất là rẻ, nhưng mà bây giờ thế giới người ta săn lùng quá thì nó sẽ lên tới mức hơn cả triệu một tờ rồi, cho nên không ai mua được nữa. Nếu các bạn muốn mua thì các bạn cứ liên hệ cho mình tiền vì Zimbabwe. Nhưng mà mình nói trước cho các bạn nghe nha, thì cái tờ lớn nhất của Zimbabwe các bạn mua không nổi đâu. Bây giờ là mình bán là cái giá 2 triệu một tờ đó, hơn cả 2 triệu đấy, chứ không phải là mấy chục ngàn như ngày xưa đâu. Đây là 1 tỷ nè, bạn thấy không? Cho nên các bạn đừng có đặt cái lý do mà tại sao mình bán mắc. Xin lỗi các bạn, thì tại vì giá thế giới nó như vậy thì mình phải theo như vậy, và mình mua không có rẻ. 10 tỷ. Thấy không? Ông này ông cũng đọc lại con Nikola Tesla. Tesla. Ông này giỏi lắm nha các bạn. Cực kỳ giỏi luôn. Nếu mà so sánh thì mình thấy ông này giỏi hơn ông Edison bên Mỹ. Edison phát minh ra bóng đèn điện á. Thì ông này phát minh ra điện từ hay điện trường mình không nhớ, thì các bạn nghe mình nói sai hay các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi. Cái mệnh giá này là kết thúc của năm 93 thì mình bắt đầu đến năm 94. Đây. 93 tiếp, 93 rồi. Tờ 5.000 này. Nãy giờ là mình xếp theo năm cho các bạn nghe. Xếp theo năm nha, xếp theo năm. Không phải mình xếp sai đâu, mình xếp sẵn hết rồi. Thì mỗi cái clip mình làm á, thì nó đều có sẵn một kịch bản của mình lên hết. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là mình xếp lộn. Ví dụ đang cả tỷ như thế này mà lại xuống mệnh giá nhỏ, không phải đâu. Mình xếp theo thứ tự. Thì các bạn cứ xem cái clip này thì các bạn cứ về nhà mà các bạn có, các bạn cứ sắp xếp theo giống như catalog vậy thôi. Đó, đây là 500.000. 500.000. Rồi, này tới 50 triệu nè. Mình có thiếu nhiều mệnh giá lắm, cho nên cũng gọi là tương đối. Cái clip này các bạn cứ xem để tham khảo thôi, chứ đừng có dựa vào đó rồi nói là tại sao em làm thiếu. Thực chất không phải, tại vì mình không có hàng để mình làm.
Đây là 500 triệu nè các bạn. Nè, 6 số 0 là triệu nha, 500 triệu. Còn cái này là 9 số 0 là 5 tỷ. 5 tỷ nha các bạn. Đừng có lộn nha. Nhưng mấy bé cấp 3 gì đó thì nhìn vào đây chắc dễ mà, nó có tách từng con số này nè, thấy không? Đó. Thì tất nhiên là ở đây là 9 con số là tỷ nè, nên 50 tỷ. Đó, 50 tỷ. 6 con số là triệu nha. Đây, cái này 500 triệu luôn. 500 triệu là cái tờ lớn nhất của năm tư luôn. Nhưng mà nó không mua được cái gì hết. Lạm phát hả các bạn? Lạm phát là dù các bạn cầm cái tiền triệu trong tay đi chăng nữa thì các bạn cũng giống như là những cái tờ giấy lộn luôn đó. Mua không được cái gì. Để tờ này là năm 1994 nè các bạn. Bắt đầu nè, năm có nghĩa là nó tới cái đây rồi. Nó hủy, nó không sử dụng nữa. Nó phát hành cái tờ mới, lược bỏ bớt những số 0 này. Nhưng mà cốt cục nó vẫn tiếp tục lạm phát. Thật là buồn cho một chế độ 5.000. Đấy. Chỉ vì xung đột sắc tộc thôi mà nó đã bị tan rã. Thì đúng lý ra thì nó là một vương quốc ngày xưa, nó là tập hợp những cái tiểu quốc khác nhau để trở thành một liên bang năm tư. Thì sau này các dân tộc đều có cái quyền tự chủ hết, cho nên họ không có muốn sáp nhập nữa, họ muốn độc lập. Thì cái đó là theo thời gian nó phải như vậy thôi. Đây, mình đã giới thiệu xong cho các bạn. Ở đây hình như mình cũng hơn 30 tội các bạn. Thì phần còn lại thì các bạn sưu tầm thôi. Mình không còn hàng để mà mình đưa lên cho các bạn nữa. Thì cái số tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tiền xu nha các bạn. Tiền xu, xu của Việt Nam Cộng Hòa nha. Hiện tại thì mình chưa có đủ xu, nên mình đang trong cái thời gian mà mình lựa trong cái thùng của mình á. Nếu mà còn thì mình mới lấy ra mình làm clip cho các bạn. Tại vì là mỗi lần soạn là rất là mất thời gian các bạn. Nó nhiều quá. Đây, mình cho các bạn xem sơ lại một lần nữa nha. Thì nên nhớ là tiền năm tư nó chỉ có những người này lập đi lập lại thôi. Nó chỉ khác mệnh giá thôi. Và bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ với shop của mình đây. Liên hệ với mình hay là add Zalo gì đó. Nè, đây có cái số điện thoại của mình này. Đây, số điện thoại của mình là cứ add Zalo của số này. Hay là trang web gì đó, số điện thoại nữa. Các bạn cứ liên hệ cho mình. Cần tờ nào thì cứ liên hệ cho mình. Hàng của mình thì không phải gọi là nhiều lắm, nhưng mà nói chung vẫn đủ cho các bạn sưu tầm. Có thể cung cấp được cho các bạn. À, sẵn đây mình có nói luôn thì trước có các bạn nào mà bắt chước mình cũng làm. Bạn đó bỏ đi nha. Bắt chước thì làm clip thì cứ làm, mình không nói. Nhưng mà cứ cái kiểu mà ăn cắp cả tên tuổi của mình làm thôi, dẹp luôn đi. Mọi bạn cứ thoải mái mà làm, mình không biết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Đây là... Đây, các bạn cứ vào trang web của mình, các bạn cứ xem nha. Vô mục tiền thế giới, vô mục tiền nam tư thì nó có sẵn nguyên cái catalog cho các bạn về xem luôn. Vô đây nè, vô trang web của mình, xem nam tư Yugoslavia, xem nguyên loạt luôn, nguyên cái catalog trong đó. Rồi, có giá tiền nữa các bạn cứ mua, các bạn cứ vào trong đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Chào các bạn.